Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Nóng công bố danh tính nữ idol đến gây ba lớn ở Itaewon cùng thời điểm với ca nhiễm Covid-19 mới nhất. Thông tin về nữ idol đến gây ba lớn ở Itaewon cùng thời điểm với ca nhiễm Covid-19 mới khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Cách đây ít phút, theo nguồn tin độc quyền xác nhận với tờ Wikichi, Park Giuri, cựu thành viên Kara, chính là nữ idol, đã đến gây ba gây xôn xao trong thời gian gần đây. Theo đó, trong khoảng thời gian cách ly xã hội, nữ idol này đã đến một hộp đêm đồng tính nam lớn ở Itaewon, quận Gyeongsan, Seoul, bất chấp lệnh cấm của chính phủ Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, một bệnh nhân đã dương tính với Covid-19 từ thành phố Gyeongsan đã đến quán bar nơi Park Giuri có mặt. Chính quyền thành phố ước tính có khoảng 500 người đã đến địa điểm này vào ngày hôm đó. Được biết, Park Giuri cũng đã tặng 10.000 chiếc khẩu trang cho trung tâm y tế Dongsan tại Đại học Kaemyung ở Daegu để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Chi tiết này trùng hợp với thông tin trước đó về idol đến gây ba. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.